Xin chào các anh chị và các bạn nhé. Mình là Tuấn từ website nghecongso.com. Gần đây, việc tạo truyện tranh từ AI, ví dụ từ Midjourney, đang trở nên khá phổ biến. Và cũng đã có nhiều anh chị chia sẻ về cách làm chi tiết để cố định các nhân vật, cũng như cố định phong cách các hình ảnh để bộ ảnh đồng nhất xuyên suốt cả câu chuyện bằng hai tính năng Character Reference và Style Reference. Nếu như các bạn vẫn chưa biết cách làm chi tiết, thì video này dành cho bạn. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết về việc tạo các hình ảnh cho một vài trang truyện, và từ đó bạn có thể theo luồng làm việc đó mà tạo chọn bộ truyện như bạn mong muốn nhé. Let's start. Bước đầu tiên mình cần làm là tạo ra kịch bản cho trang truyện tranh này. Ví dụ ở đây mình sẽ yêu cầu ChatGPT tạo kịch bản về một trang truyện tranh với hai nhân vật là Kai và Luna với một cuộc phiêu lưu trong rừng và chia ra các panel với mô tả các cảnh cụ thể. ChatGPT sẽ tạo ra một kịch bản giả tưởng. Tiếp theo, mình yêu cầu ChatGPT mô tả thêm hai nhân vật và chuyển các cảnh sang tiếng Anh để dùng đó làm prompt tạo hình ảnh cho Midjourney. Tiếp theo, mình vào Midjourney. Ở đây, mình dùng cách đầu tiên là tạo hình ảnh trực tiếp trong trang Midjourney. Trước tiên, mình chỉnh version về Niji 6 để tạo ảnh theo style anime. Sau đó mình copy các prompt mô tả hai nhân vật này và bắt đầu tạo hai nhân vật đầu tiên như sau. Mình chọn hai nhân vật này. Tiếp theo mình tạo một hình ảnh với hai nhân vật này. Sau khi gõ prompt xong, mình chọn hai nhân vật mình ưng ý và chọn Use Image. Khi dê chuột vào các hình ảnh này, sẽ có 3 icon xuất hiện theo thứ tự lần lượt là Character Reference, Style Reference và Image Prompt. Mình chọn Character Reference ở hai hình ảnh này để cố định hai nhân vật lại. Trong thời gian chờ, thì mình tạo hình ảnh trong cảnh tiếp theo. Cũng chọn lại hai nhân vật này và dùng tính năng Character Reference. Sau đó Enter để gửi prompt. Đối với hình ảnh tiếp theo, mình sẽ tạo một cảnh mà không có sự xuất hiện của hai nhân vật này. Lúc này, bạn không cần chọn lại hai nhân vật nữa, mà chỉ cần chọn một hình ảnh trong flow hình ưng ý. Nãy giờ mình tạo, chọn Use Image và chọn Icon ở giữa để dùng tính năng Style Reference như thế này. Mình làm như vậy để có thể tạo hình ảnh tiếp theo style của các hình ảnh trước, nhằm tạo các ảnh đồng nhất về phong cách, kiểu ảnh, màu ảnh. Các bạn cứ follow theo luồng công việc như vậy để tạo ra các hình ảnh còn lại trong bộ truyện của mình. Với các hình ảnh sắp tạo, nếu có sự xuất hiện của nhân vật nào, thì bạn chọn hình ảnh nhân vật đó và chọn Character Reference để cố định nhân vật. Ví dụ hình sắp tạo chỉ có sự xuất hiện của nhân vật nam, thì chọn hình nhân vật nam. Nếu hình ảnh đó có cả nam và nữ, thì chọn hai hình ảnh của nam và nữ như các hình ảnh mình đã tạo bên trên. Đối với các hình ảnh không có sự xuất hiện của các nhân vật, ví dụ các hình background, kho báu chẳng hạn, thì bạn chỉ cần chọn một hình ảnh trong các hình ảnh đã tạo, sau đó chọn Style Reference để cố định phong cách hình ảnh. Nếu bạn sử dụng Discord để tạo ảnh thì cũng làm tương tự, nhưng thao tác sẽ hơi khác một chút. Mình cũng nhập prompt tạo hình hai nhân vật riêng lẻ trước. Sau đó, bạn chọn nhân vật ưng ý thì upscale. Tiếp theo, mình tạo cảnh tiếp theo có sự xuất hiện hai của hai nhân vật. Sau khi gõ prompt, mình dùng tính năng craft và kéo link ảnh hai nhân vật vào như thế này. Ngăn cách hai link bằng dấu cách, rồi enter. Giả sử trường hợp trong các ảnh tạo ra có một nhân vật không giống với nhân vật gốc mà chúng ta muốn cố định thì bạn làm như sau. Upscale hình ảnh ok nhất trước, copy lại link của nhân vật bạn cần thay đổi,
Ví dụ ở đây mình cần chỉnh hình cô gái lại cho đúng bằng cách click phải chọn Copy Link. Sau đó quay lại hình đã upscale, chọn Vary Region. Cửa sổ Edit xuất hiện, bạn chọn nhân vật muốn điều chỉnh. Điều chỉnh prompt lại một chút và thay link tại mục Graph bằng link bạn đã copy lúc nãy. Nếu hình tạo ra đã ưng ý thì bạn upscale, còn không thì bạn có thể điều chỉnh lại. Còn đối với các hình ảnh không có nhân vật thì bạn chỉ cần dùng Stref như thế này để cố định style cho hình ảnh mới tạo ra, phù hợp và đồng nhất với các hình ảnh sẵn có. Follow các bước để tạo ra tất tật cả hình ảnh bạn cần. Sau khi có đầy đủ các hình ảnh bạn cần, mình sẽ dùng một công cụ để kết hợp chúng vào cùng một trang. Bạn có thể dùng Photoshop, ở đây mình sẽ dùng Canva. Vào Canva, login tài khoản, mình tìm kiếm thử các mẫu truyện tranh với từ khóa Comic Strip. Ở đây có nhiều mẫu, bạn có thể chọn các mẫu ưng ý. Sau đó, bạn thêm các bóng thoại và nhập lời thoại nhân vật theo ý muốn là được. Ok, đó là video về cách làm để tạo ra các trang truyện tranh. Hy vọng sẽ hữu ích cho anh chị em và các bạn. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy subscribe kênh, follow Facebook của Tuấn, cũng như cập nhật các bài viết, video mới tại website nghecongso.com để nhận nhiều chia sẻ về AI thú vị và hữu ích nhé. Bye bye!